Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Thế Giới Máy Vạch xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm là dòng máy quét 2D không dây Bluetooth ha. Dòng này có cái mã là DX6878, ứng dụng cho logistics và kiểm kho ha. Đây, hôm nay mình sẽ đặt hộp nó. Bên trong máy bao gồm cái túi khí bảo vệ ha. Và hai bộ phận là một cái thang máy và một cái chân đế ha, và một cái dây cáp. Ok, mình sẽ xem xét trong đó nha. Vâng, đây là cái chân đế của máy. Chân đế này dùng để kết nối với máy tính hoặc là cái PC ha. Đây là bộ phận, ba bộ phận chủ yếu trong cái sản phẩm này. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy này luôn ha. Thì việc sử dụng của nó rất là đơn giản, mình chỉ việc là kết nối giữa dây cáp, giữa pin, giữa chân đế và cái máy tính PC thôi ha. Đây, đây mình kết nối dây cáp. Đằng sau đây nó có chỗ kết nối ha, kết nối này. Và đây là hiện trạng của máy. Khi bình thường thì các bạn không sử dụng thì các bạn để cái thân máy lên cái chân đế để nó sạc pin. Còn khi sử dụng thì các bạn cầm máy ra khỏi chân đế và quét. Thì cái máy quét này nó có chức năng quét được mã vạch 2D, 1D lẫn 2D. Thì bây giờ tôi sẽ show cho các bạn thấy nè. Đây. Đây. Nó sẽ có cái tâm điểm để chúng ta dò ha. Đây là tâm điểm này. Rồi, ok. Đó là mã vạch 2D, đây là mã vạch 1D. Ok ha. Đây. Ta quét tất cả mọi thứ ha. Tâm điểm để chỗ nào thì mã vạch không biết rồi đó ha. Rồi, ok. Đây là chức năng của máy. Rất đơn giản và tiện lợi.